từ mấy giờ rồi ta? 3:30. 3:30 à? Hơn tốn giờ mình mới về đó nghe. Ủa bình thường chiếu cái đèn đó là bao lâu ta? 15 phút. Từ là nghe đúng bụng. Hồi tối mấy giờ mày ngủ? Ừ, ngủ được hả? Ừ. Trời đất ơi, tao nằm hơi giờ mày. Thì tôi biết rồi mà, tôi muốn mua cái kia đó uống. Biết uống trà xanh không ngủ được thì đừng uống. Không biết con cỏ ngủ được không? Chắc cũng thức. Ba nghe. Chặt nhẹ nhẹ thôi chị. Cho nó nhúng. Mau khơ quá. Ôi trời 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 trời. Nhớ không tin. Nhiều khi muốn nhạy mà nhạy không được.
Chim. Đau đau, biết đau rồi đó. Lớn xíu chỗ này nữa thôi. Đừng nhang, đừng nhang. Chỗ này mà nhang nó ngái cái giò mà không ăn được. Rõ ràng đau.